Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của đài ABC TV. Sau đây tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục nói chuyện của chúng tôi với nhà báo Ngô Nhân Dụng. Xin kính chào Ngô Nhân Dụng. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả ABC TV. Thưa quý khán giả, phải nói rằng vấn đề Ukraine vẫn chiếm ngự hầu hết các trang báo quốc tế cũng như tại Hoa Kỳ. Cho tới phút này thì chúng ta biết Vladimir Putin đã ra lệnh động binh thêm vào khoảng 300.000 quân. Thứ hai, Putin dọa là sẽ dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết chiến trường Ukraine và cảnh cáo Tây Phương rằng coi chừng. Nếu mà Tây Phương cũng dùng một cái loại vũ khí hạt nhân như vậy thì sức gió sẽ thổi về phía các nước Tây Phương. Trong khi đó, trong nước thì dân chúng Nga đang chống Putin, số người bỏ chạy ra những quốc gia lân cận ngày càng nhiều. Tại Ukraine thì Putin đã ra lệnh để mà trưng cầu dân ý nhằm mục tiêu sáp nhập 4 cái vùng ở bên Ukraine vào trong lãnh thổ của nước Nga. Thưa Ngô Nhân Dụng, với tất cả những diễn biến hiện nay tại nước Nga đó, thì cái điều khiến cho nhiều người cảm thấy bận tâm, nếu muốn nói là lo ngại nhất, là liệu Vladimir Putin có dám dùng tới vũ khí hạt nhân để giải quyết cái tình hình này không? Dạ thưa, trước hết là chúng ta phải xác định rõ cái danh từ mà người ta đang dùng, ông Putin cũng như là ông Biden đang dùng, là ông Putin dọa có thể dùng cái người ta gọi là vũ khí hạt nhân hay là vũ khí nguyên tử chiến thuật. Có cái chữ chiến thuật, nó là cái chữ quan trọng. Vậy thế nào là cái vũ khí chiến thuật? Nó khác với lại vũ khí chiến lược là như thế nào? Cái vũ khí dùng được gọi là vũ khí chiến lược, nếu mà cái vũ khí đó, đó nó sẽ giải quyết cả một cuộc chiến tranh, chứ không phải là chỉ có so tài xem bên nào thắng ở một trận đánh. Chiến lược có nghĩa là liên quan đến cả cuộc chiến tranh. Còn khi nói đến cái vũ khí chiến thuật thì nó có nghĩa là cái vũ khí đó nếu dùng thì nó giải quyết được một cái chuyện thắng bại ở trong một trận đánh hay một cái chiến dịch nào đó thôi, chứ không phải cả cuộc chiến tranh. Yeah. Thế nhưng mà như thế nào thì gọi là vũ khí nguyên tử hay là vũ khí hạt nhân chiến thuật? Thì cái chuyện này nó rắc rối, là người ta biết là nước Nga có khoảng độ 6.000 cái bom nguyên tử, hay người ta hay dùng cái chữ gọi là đầu đạn nguyên tử, là bởi vì rằng những cái bom nguyên tử đó, đó nó không cần phải đem máy bay đi thả bom, mà nó có thể nó gắn vô những cái hỏa tiễn mà nó phóng đi mang trái bom đi theo, hoặc là nó có thể dùng những cái đại bác để mà phóng cái đầu đạn nguyên tử đó sang phía bên địch. Thì khi người ta nói vũ khí nguyên tử hay là vũ khí hạt nhân gọi là chiến thuật đó, thì cái sức mạnh của nó đến như thế nào? Ở trong cái kho vũ khí hạt nhân của Nga 6.000 cái đầu đạn nguyên tử. Xin lỗi, 6.000 hay 2.000? 6.000. 6.000. Trong đó có 2.000 cái thuộc loại bom nguyên tử chiến thuật. Bom nguyên tử chiến thuật hay là vũ khí hạt nhân chiến thuật là cái, những cái thứ như thế nào? Là cái sức mạnh của nó bị giới hạn chỉ khoảng 10 kiloton. Kiloton tức là 1.000 tấn chất nổ. Thì cái vũ khí được gọi là chiến thuật nếu nó giới hạn là khoảng 10 kiloton cho đến 100 kiloton thì là chiến thuật, là thuộc loại chiến thuật. Còn những cái thứ vũ khí nguyên tử chiến lược là thì nó mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần cái đó, dùng để mà đánh lẫn nhau thật sự. Cho tôi hỏi ngay, hai quả bom mà Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945 đó, thì cái loại bom đó có 15 kiloton phải không ạ? Yeah. Như vậy được liệt kê là một cái loại vũ khí nguyên tử mà chiến thuật. Dạ. Yeah. Vâng. Đó đó là một cái điểm chúng ta nên chú ý. Cái câu thứ hai là nếu mà dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật, tức là một cái quả bom thả ở Hiroshima năm 45, Mỹ thả xuống đó chết 150.000 người. Dạ. Yeah. Thì nếu mà bây giờ Nga dùng một cái thứ tương tự, quả bom thả xuống Hiroshima là 15 kiloton, bây giờ thả một cái quả nhỏ nhất trong cái loại vũ khí nguyên tử chiến thuật là 10 kiloton thì cũng có thể làm chết cả 100.000 người. Thì đấy là cái chuyện mà mọi người phải suy nghĩ.
Nhưng mà còn thêm một cái thuật ngữ nữa xin ông phân biệt dùm cho. Người ta dùng cái chữ atomic bomb đó là bom nguyên tử. Còn nuclear bomb đó là bom hạt nhân. Mà theo định nghĩa đó, nuclear bomb nó mạnh rất nhiều lần so với bom nguyên tử, có đúng không? Thì cái gọi là nuclear đó, nó gồm cả hai loại bom. Loại bom nguyên tử và loại bom người ta gọi là bom khinh khí. À, cái bom nguyên tử đó thì nó mạnh là bởi vì nó gây ra một cái vụ sát thương, phá vỡ một cái nguyên tử của uranium. Khi nào người ta phá vỡ một cái nguyên tử ra thì nó sẽ gây ra một cái chấn động rất lớn. Thì thực sự ra đó, cái mặt trời mà chúng ta đang được hưởng cái sức nóng của nó đó, ở trong cái ruột của mặt trời là những cái vụ nổ nguyên tử. Thế còn hạt nhân á, là nói gồm cả bom nguyên tử và bom khinh khí. Thì bom khinh khí nó khác ở chỗ nào? Là thay vì là phá vỡ một cái nguyên tử của uranium thì cái bom khinh khí nó lại làm cho kết hợp một cái nguyên tử. Và khi người ta đem thí dụ hai cái nguyên tử của hydrogen có thể kết hợp lại thành một nguyên tử của helium, thì cái vụ kết hợp đó nó gây ra một cái chấn động, một cái tiếng nổ, một cái vụ nổ còn lớn gấp bội so với cái bom nguyên tử. Mà thực sự cái mặt trời của mình ấy, ở trong ruột của nó mỗi ngày là đều có những cái vụ nổ bom khinh khí kiểu đó, luôn luôn có những cái nguyên tử khinh khí nó kết hợp lại với nguyên tử khinh khí khác, hai cái thành một nguyên tử của helium. Cái mặt trời đó nó chứa đầy khinh khí ở trong đó, nó sẽ sử dụng cái khinh khí đó nó kết hợp, mà phải có một sức nóng kinh khủng thì nó mới kết hợp. Thì lúc mà bao giờ mặt trời nó xài hết cái khinh khí, cái gọi là hydrogen đó, trong cái kho của nó đó, thì lúc đó nó sẽ tàn dần. Quý vị đừng có lo bởi cái đó khoảng còn lâu lắm, 5 tỷ năm nữa. Vâng, bây giờ trở lại câu hỏi căn bản trong đấy. Vladimir Putin có dám dùng tới vũ khí hạt nhân hoặc là nguyên tử chiến thuật để mà tìm cách giải quyết cái sự thất thế hiện nay của Nga tại Ukraine không? Dạ, thực sự tôi không dám đoán cái ý kiến của ông Putin. Tôi không nghĩ ai có thể liều mình mà đoán ông Putin sẽ làm gì được, bởi vì rằng cái con người đó mình không hiểu được. Nhưng mà căn cứ vào cái tình hình thực tế, thưa quý khán giả, chúng ta theo dõi tin tức đều biết hiện nay đó là quân Nga đang thất thế rõ ràng tại Ukraine. Tại cái mặt trận khu vực Kharkiv chẳng hạn, nằm phía đông bắc đó, thì quân đội Ukraine đã dần dần chiếm lại được những cái lãnh thổ mà bị Nga chiếm trước kia. Quân Nga thì bỏ súng đạn, bỏ quần áo quân đội chạy về phía biên giới Nga. Tại cái khu vực phía nam đó thì bây giờ quân của Ukraine cũng đang tập trung để muốn giải quyết cái tình hình tại đó, và thậm chí đánh luôn qua khu vực Crimea nữa. Và không là tự dưng một cái anh lãnh đạo mà anh tuyên bố là động binh 300.000 quân thì chiến trường phải là thất thế chứ không ạ? Dạ. Trong nước Nga thì người ta chống đối, đã có 300.000 người ký tên thỉnh nguyện thư là chống lại cái lệnh động viên của Putin. Các vị nghị viên ở Saint Petersburg tại Moscow cũng đã yêu cầu Putin từ chức. Và bây giờ thanh niên Nga, thanh nữ Nga đổ về các biên giới Phần Lan, Georgia, và thậm chí bay qua cả Dubai, rồi Belgrade, rồi Istanbul nữa để trốn cái lệnh bùng dịch đó. Thì với cái tình hình này, nó phải có lối thoát cho Putin. Mà Putin cứ dọa là mà chúng tôi đánh bằng vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử. Thì dựa vào trên tất cả những cái đó, xin ông đừng có đoán, tại vì đoán khó. Nhưng mà có một cái xác suất nào liệu có thể Putin đi tới một quyết định đó không? Nếu mà mình cho một cái xác suất đó thì tôi nghĩ rằng cái xác suất mà để Putin có thể dùng vũ khí nguyên tử đó là có thể đến 80%. 80? Dạ, dạ. 20% là không dám dùng. Nhưng mà dù cách nào chăng nữa thì cái chuyện ông Putin ông ấy nói một cách rõ ràng là nếu lãnh thổ nước Nga bị đe dọa, bị xâm lăng thì chúng tôi sẽ sử dụng cái vũ khí mà không ai có thể tưởng tượng được. Và ông nói rõ, cái này là tôi không có gọi là bluff, không có thấu cấy, là tôi nói là làm thật. Thì cái chuyện ông ấy nói như vậy đó, có thể là chỉ là một cái đòn tâm lý để đe dọa các nước Tây Phương, chứ không phải là
một cái ý định thật. Đó bởi vì nếu thả một quả bom nguyên tử 10 kiloton có thể làm chết cả 100.000 người, giống như là so sánh 150.000 người ở Hiroshima, thì ai sẽ chết? Quân đội Ukraine không bao giờ tập trung đến mấy chục ngàn người ở một chỗ, hay là cả 5.000 người quân Ukraine mà tập trung ở một nơi, cũng không có xảy ra. Vậy nếu ông Putin ông mới thả một quả bom 10 kiloton thì ông không chỉ giết được mấy ngàn quân đội Ukraine, ông còn giết rất nhiều người khác, và trong đó có lính Nga. Và không những thế, chúng ta biết sau khi Mỹ thả quả bom xuống Hiroshima, Nagasaki thì cái chất phóng xạ nó gây ảnh hưởng cả mấy chục năm sau. Nhiều người đã bị chất phóng xạ và bệnh liên miên, cho đến bây giờ người ta vẫn còn phải lo giải quyết cái nạn đó. Thì nếu thả bom nguyên tử ở Ukraine á, thì không phải chỉ có dân Ukraine bị chất phóng xạ. Cái chất phóng xạ nó không có nằm yên một chỗ, nó bay sẽ chạy lòng vòng chung quanh. Thì những cái nước mà bị ảnh hưởng ngay bên cạnh là Ba Lan, Belarus là một cái nước đồng minh của Nga, Georgia, rồi Phần Lan, nước khác nữa, và có thể bay sang cả bên Âu Châu nữa. Thì cái đó là cái mà phản ứng của thế giới nó sẽ mạnh vô cùng, và đó là cái điều mà ông Putin ông phải cân nhắc. Thưa quý khán giả, hiện nay đó thì Vladimir Putin đã cho trưng cầu, cái gọi là trưng cầu dân ý tại 4 khu vực, đó là Luhansk và Donetsk nằm ở phía đông, và khu vực Kherson cũng như là Zaporizhia nằm về phía nam. Cái vấn đề là nếu mà cái cuộc trưng cầu dân ý đó theo cái sự gọi là ép buộc của quân đội Nga khi đến từng nhà một để bắt người dân bỏ phiếu đó mà thành công, hiểu theo nghĩa là có một cái sự trưng cầu dân ý mà người dân giơ tay bảo chúng tôi muốn gia nhập vào nước Nga đó, thì khi mà quân đội Ukraine đánh vào những cái khu vực đó đó thì sẽ bị Nga tuyên bố rằng đánh vào lãnh thổ của Nga. Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi sẽ nêu ra trong cái phần 2 của chương trình ngày hôm nay sau ít phút thông tin thương mại.